Tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ nhất. Trong cuộc đối thoại lần này, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trao đổi thông tin và chia sẻ quan điểm, tầm nhìn tại các phiên thảo luận về an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng, chiến lược đa dạng hóa các nguồn năng lượng, các loại phí và giá năng lượng, các hợp tác hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ phát triển năng lượng tái tạo, liên kết năng lượng trong khu vực và thương mại năng lượng ngoài ra hai bên cũng trao đổi về các cơ hội để doanh nghiệp hoa kỳ tham gia tích cực hơn trong phát triển năng lượng tại việt nam các doanh nghiệp hoa kỳ đã thể hiện sự quan tâm lớn trong việc hợp tác với việt nam nhằm mở rộng các cơ hội và triển khai các sáng kiến năng lượng tại việt nam cũng trong khuôn khổ đối thoại các cuộc gặp cấp kỹ thuật cũng được tổ chức đây là dịp để các chuyên gia và doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin về công nghệ tiên tiến và các kinh nghiệm thực tế có tính ứng dụng cao có thể áp dụng cho các dự án năng lượng cụ thể tại việt nam đối thoại dự kiến sẽ được tổ chức thường niên nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tiếp tục triển khai các dự án hợp tác hiệu quả mang lại lợi ích chung cho việt nam và hoa kỳ